Với cái kinh nghiệm 10 năm dùng MacBook thì nó không chơi game ở đâu. Bỏ đi. Máy thì không quạt, hệ điều hành một mình một kiểu. Chơi vì bời. Thằng mua MacBook về, chơi game. Thôi, muốn biết là có chơi được game không ấy thì xem video này biết ngay. Anh em ơi, hiện tại thì MTV đang có một đợt tuyển dụng lớn nhất năm. Anh em nào muốn tham gia đội hình cùng chúng mình thì click ngay đường link mình ghi ở phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì tựa game mà đầu tiên chúng ta sẽ test là CSGO. Đây thì là một trong số ít những tựa game eSports mà chúng ta có thể port sang và chơi trên hệ máy Mac được. MacBook thì trước giờ vẫn được coi là một cái con máy đấy có tối ưu pin rất ngon, tối ưu cấu hình rất là ngon. Khi mà chúng ta không cắm sạc ấy, thì hiệu năng cũng không hề bị suy giảm. Nên là trong video test hiệu năng ngày hôm nay ấy, thì mình cũng sẽ không cắm sạc và nhân tiện thì để test pin luôn nhé. Về thiết đặt độ sáng cũng như là âm lượng thì chúng ta sẽ cài đặt ở mức độ sáng tối đa và âm lượng ở mức là 50% để không bị ảnh hưởng đến cái âm lượng của video này. Đó. Thiết đặt cấu hình thì đây, chúng ta đang để đúng độ phân giải của màn, đấy là tỷ lệ 16:10 192010192 thì hơi thấp, để mình nâng lên một chút nhé. Đây, 2560x144 1664, đúng tỷ lệ luôn. Đó. Và quay lại với tựa game CSGO. Ok, đây, bây giờ chúng ta sẽ quay lại với tựa game CSGO và file thử một trận xem sao. Độ phân giải thì với cả cấu hình như các bạn đã đều thấy đây, tất cả mọi thứ thiết đặt ở mức medium. Tại vì dù sao thì đây cũng không phải là một cái điều kiện lý tưởng để tựa game này có được chạy trên Mac. MacBook thì không hỗ trợ những cái tựa game mà chạy trên kiến trúc là x64 hay là x86. Vì thế nên tựa game chúng ta sẽ phải chạy thông qua một trình dịch mã có tên là Rosetta thì tựa game này mới có thể chơi được. Đó. Vừa vào game thì chúng ta có file và một map, đấy là map Inferno. Đây là một trong những map tối ưu không hề tốt của CSGO. Với cái FPS chúng ta sẽ khi drop nhất thì nó sẽ rơi khoảng tầm 40 FPS. Để mình cài thử cái FPS Max xem nó có cải thiện được hơn không nhá. Cái vấn đề của Rosetta hiện ra rất là nhanh thôi. Khi mà mình bật cái command lên để chúng ta có thể thay đổi những cái thiết đặt ấy thì bàn phím chúng ta không thể nhập được. Đấy, cho đến khi hiện tổ cách. Đây chính là vấn đề của Rosetta. Rosetta thì nó sẽ dịch real time với cả cái quá trình mà game chạy. Nghĩa là chơi đến đâu thì game sẽ dịch đến đấy, chứ không dịch trước để cho chúng ta có một cái trải nghiệm nó mượt mà. Yes. Này, cách phát thì nó nhận chữ này, shift trừ max. Đó, nó không nhận được. Mình để là max 200 đi, tại vì dù sao thì chiếc máy này cũng chỉ có màn hình tổng số quét là 60 thôi. Với mức thiết đặt đúng độ phân giải của chiếc màn hình trước mắt MacBook M2 cộng theo đó mức cấu hình ở mức medium thì FPS cho lại chúng ta không thực sự là quá dượng, nhưng có thể nói là chơi được không ấy. Nhưng mà để nói là chơi được không ấy thì mình nghĩ là hoàn toàn chơi được. Quay ở mức 60 FPS, tất nhiên chúng ta có thể hạ cái resolution xuống một chút, hạ cái cấu hình xuống một chút thì đổi lại chúng ta sẽ có một cái FPS nó cao hơn. Chơi thêm một lát nữa nhá để xem là cái mức pin của chiếc MacBook 12 này nó sẽ trụ được đến đâu. Đây, trong quá trình chơi game mình có tap sang một cái để check mức pin còn lại. Thì tựa game CSGO nó đã bị văng luôn rồi. Và không thể làm nào để quay trở lại được nữa. Ok, chắc là phải tắt game thôi. Đây, CSGO OS X64 không phản hồi. Chữ đó. Nếu như mà chúng ta hạ cái mức cấu hình xuống thấp hơn một chút ấy, thì đổi lại chúng ta sẽ có một cái mức FPS nó cao hơn khoảng tầm 10-20 FPS. Và chơi ngon, thực sự là chơi ngon. Mình vừa tap ra để kiểm tra mức độ pin và lại một lần nữa lại bị lỗi. Bây giờ thì mình sẽ đo nhiệt độ luôn để xem là nhiệt độ ghi nhận được ở trên bề mặt máy là như thế nào nhá. Khi chúng ta chơi game thì cái phần chiếu nghỉ là khu vực mà chúng ta sẽ để tay lên thì có mức nhiệt độ rất là dễ chịu, chỉ khoảng 33-34 độ C mà thôi, không hề có cảm giác nóng hay có chịu gì cả. Ở khu vực chính giữa của bàn phím thì chúng ta sẽ ghi nhận một mức nhiệt độ cao hơn, nó rơi vào khoảng tầm 40 độ C, 47 độ C này, 46,7 độ C, 46,9 độ C, 47,1. Đó. Khu vực chính giữa sẽ là khu vực mà có nhiệt độ cao nhất, 48 độ. Đó, khá là nóng. Nhưng để gọi là khó chịu hay không thì mình thấy không quá khó chịu đâu. Tại vì là khi mà chúng ta chơi game ấy, thì khu vực chính mà chúng ta thao tác sẽ là phần bên trái của bàn phím này. Và nhiệt độ của nó thì cũng không bị cao như phần chính giữa, 42 độ, khá là dễ chịu. Ok, đây chúng ta đã load xong tựa game Minecraft rồi, vào chơi luôn nhé. Đây, ôi. Mức FPS thì mình nghĩ là chúng ta sẽ không phải nghĩ, không phải băn khoăn đâu. Tựa game này chơi được rất là mượt, rất là ngon ở trên hệ máy Mac. Và chúng ta sẽ chẳng được gì phải nghĩ rằng là mức FPS đang là bao nhiêu cả. Chắc chắn là dư mượt mà rồi. Mình thì không phải là một cái fan của tựa game Minecraft nên mình cũng không biết là mình sẽ cần phải làm gì trong thế giới này nữa. Chúng ta phải chơi được và chơi mượt. Ê, bây giờ mình có thể lấy cái này ta đánh con lợn luôn. Có thể hiện tại thì những cái layer, những cái lớp hình ảnh ở đây nó vẫn còn đã khá đơn giản,
không đủ thử thách với cái mẫu MacBook Air M2. Nhưng mà dù sao thì hiện tại thì Minecraft vẫn chưa thể chạy được hoàn toàn phù hợp trên mẫu MacBook Air M2, nên là chúng ta cũng không thể xây được nhiều cái nhà cửa hay là tạo nhiều layer phức tạp hơn. Trong sự kiện ra mắt con chip M2 của mình thì Apple cũng đã rất tự tin nói rằng con chip M2 này có thể hỗ trợ cực kỳ tốt cho gaming, đến mức mà hãng này còn giới thiệu cả phần trình bày của đại diện Capcom về tựa game Resident Evil 8. Thực hư thế nào thì chúng ta vẫn sẽ còn phải chờ đến tận cuối năm nay cơ, theo những gì mà đại diện Capcom nói. Quay trở lại với thực tại thì chúng ta có một cái tựa game để có thể test được hiệu năng, đây chính là Tomb Raider. Tựa game này thì một tựa game tối ưu rất tốt cho tất cả các hệ máy và kể cả là macOS. Nên là bây giờ mình sẽ chạy thử bên Mac nhá. Cấu hình ở đây chúng ta sẽ cài đặt ở đúng cái độ phân giải màn hình của chiếc MacBook Air M2. Quality để 2, refresh rate là 60Hz, tần số quét là 60Hz. Ok, chính xác. Bây giờ mình sẽ quay trở lại và chạy benchmark luôn nhé, để xem là chiếc máy này có thể đáp ứng đến đâu. Đó, hình ảnh thì rất là sắc nét tại vì mình đã chọn đúng độ phân giải rồi, không phải chơi kiểu đồ họa potato, đồ họa mờ, chuyển động mượt. Mình khá chắc mức FPS này nó sẽ đạt khoảng tầm từ 50 đến 60 thì nó mới có thể mượt được như thế này. Hiệu ứng ánh sáng, bóng đổ, flare các thứ đầy đủ, ngon chết. Để xem kết quả benchmark sẽ như thế nào nhé. Đây rồi, chúng ta cũng đã có kết quả cho phần benchmark. FPS tối thiểu là 59.9 và FPS tối đa là 60.3, trung bình là 60 FPS. Chả chê được gì cả, mức FPS rất ổn định. Bây giờ mình sẽ thử nâng chất lượng lên một chút xem là nó có thể tạo ra những khó khăn gì cho chiếc MacBook M2 hay không. Ok, tăng độ khó một tí đi. Đây, bây giờ mình sẽ để quality lên thành Ultra nhé. Cao hơn Ultra còn gì không? Còn có Ultimate. Ok, Ultra trước nào. Ultra, ok, apply. Chờ một lát cho máy. Ok nào, quay lại. Start benchmark. Ok, với tựa game Tomb Raider thì có lẽ là phần nhiệt lượng tỏa ra đã nhiều hơn rồi, bởi vì chính tay mình cũng đã cảm thấy là cái hơi nóng thoát ra từ cái phần bàn phím. Để bấm thử xem sao nhá. Ở phần chiếu nghỉ thì nhiệt độ không thay đổi nhiều, vẫn loanh quanh là 32-33 độ, rất mát mẻ. Và ở phần bàn phím chúng ta vẫn sẽ có mức nhiệt là 45, 46, 47 độ. 45 độ, 40, 45 độ. Không quá nhiều, nhưng mà mình không nhầm thì cái vùng nóng ấy nó đã được mở rộng ra rồi, thì ngang tay mình cảm thấy nó dễ dàng hơn. Về con số FPS thì chúng ta cũng đã có ở đây rồi. Sau khi benchmark xong thì FPS tối thiểu là 33.3 FPS, tối đa là 41.3 và trung bình là 37.3. Mức FPS này thì chúng ta có thể nói là hoàn toàn gọi ở mức chơi được. Và đây thì cũng là mức thiết đặt cấu hình Ultra rồi. Và như vậy thì mình cũng thấy là không có gì để chê với một tựa game AAA là Tomb Raider rồi. Bây giờ thì là 17:31 phút, và lúc mà chúng ta bắt đầu test với tựa game thứ hai là Tomb Raider là lúc 17:20, nghĩa là đã trôi qua 11 phút rồi. Để xem pin chúng ta còn lại là bao nhiêu nhá. Mức pin còn lại chúng ta là 81% so với là 87% trước đó, nghĩa là chúng ta đã suy giảm 6% cho 11 phút chơi. Thế là nói chung là cái việc chơi game trên chiếc MacBook Air M2 này thì chúng ta sẽ kéo dài được khoảng đâu đấy từ 2 đến 2 tiếng rưỡi, với những tựa game kể cả nặng nhẹ như là Tomb Raider hay là CSGO. Thông qua những con số mà mình vừa test ra được thì có thể nói rằng MacBook cũng không phải không thể chơi được game. Những con số cho ra từ những tựa game non-native như kiểu là CSGO hay là Tomb Raider ấy, thì nó đã chứng minh được một phần nào cái hiệu năng mạnh mẽ của con chip M2 trên chiếc MacBook Air này rồi. Vậy thì nói rằng MacBook không thể chơi được game là hơi sai. Mà đúng ra thì chúng ta phải nói rằng chiếc MacBook không có game để chơi thì chính xác hơn. Ngay bây giờ nhá, như kiểu trong cái chợ game Steam đi, thì chúng ta cũng có thấy rất rõ những tựa game nào chỉ available for Windows. Và con số những game đấy là rất nhiều. Apex Legends này, ARK chưa được, ở đây Captain Spirit này, Black Desert này, rất nhiều. Click vào một tựa game bất kỳ thôi thì chúng ta có thể thấy rằng là nó chỉ có thể chơi được trên Windows mà thôi. Và khi các bạn bấm vào Store nhá, chỉ cần qua 1 đến 2 lớp filter thôi thì chúng ta cũng có thể thấy rất rõ rằng những tựa game cho Mac ở trên Steam ấy nó là rất ít và cũng như chất lượng rất là thấp. Điều này thì cũng xảy ra tương tự với cả Epic. Như ở đây, như trong cái library của mình sẽ có 4 game, đấy là Fall Guys, Fortnite, Genshin Impact và Warface, thì chỉ có duy nhất là Fortnite có thể chơi được trên hệ máy Mac mà thôi. Và vụ kiện tụng giữa Epic Game cũng như là Apple ấy thì mọi người cũng đều đã rõ rồi. Một ông thì bảo là mày ăn gì lắm thế, Apple thì bảo là ôi cho ăn thì ăn, không ăn thì cút. Và thế là Apple cho Epic Game cút thật. Vậy thì tại sao trên MacBook lại ít game đến như vậy? Mình nghĩ câu trả lời lớn nhất nó sẽ nằm ở vấn đề là kiến trúc. Khác với kiến trúc X64 hay X86 ở trên những con chip như là Intel hay AMD mà chúng ta hay thấy, thì con chip M1, M2 ở trên MacBook Air
nó lại chạy kiến trúc là ARM giống với những con chip điện thoại như là Snapdragon hay là Bionic A15. Thứ hai, thêm nữa mình nghĩ rằng là do hệ điều hành macOS của Apple ấy không hỗ trợ những cái trình API như là OpenGL, Vulkan hay DirectX của Microsoft. Và hầu hết những cái tựa game mà chúng ta hay chơi ở trên Windows ấy thì nó đều sử dụng những cái API mà mình vừa nhắc tới trên. Vậy thì API là gì mà lại quan trọng đến như vậy? Hiểu thế này nhá. Đây là chúng ta là thực khách. Khi bước vào nhà hàng sẽ có vô vàn nhiều món ăn. Chúng ta muốn ăn món ăn A và nhà bếp làm thế nào để biết được chúng ta muốn ăn món A đấy? Thì bây giờ chúng ta sẽ xuất hiện một cái vai trò ở giữa, chính là bồi bàn. Bồi bàn là người sẽ mang cái yêu cầu, mang cái order món ăn A đấy từ thực khách đến nhà bếp. Vậy thì như thế này đi, hiểu thế này, game chính là thực khách và bộ xử lý hình ảnh chính là nhà bếp. API chính là người bồi bàn ở chính giữa để có thể đưa những cái yêu cầu như là trời nắng, trời mưa, nhân vật đi sang trái, nhân vật đi sang phải, đưa tất cả những yêu cầu đó từ thực khách, từ game sang đến cho nhà bếp, hay hiểu cách khác là bộ xử lý hình ảnh. Vậy thì tại sao trên MacBook lại không thể nào hỗ trợ những API như là OpenGL, Vulkan hay là DirectX? Hơi quá một chút nhưng mà tưởng tượng nhé, những cái người bồi bàn này là những người bồi bàn chỉ biết món ăn châu Á là OpenGL và Vulkan, nên là lâu dần những cái vị thực khách ấy, họ chỉ ăn được những món ăn châu Á, họ được đào tạo chỉ ăn những món ăn châu Á là OpenGL và Vulkan. Vì thế nên nếu như bây giờ chúng ta đổi một người bồi bàn khác chỉ biết những món ăn châu Âu là Metal 3 thì những vị thực khách này sẽ phải rất mất công, rất mất thời gian mới có thể được đào tạo để có thể ăn được những món ăn châu Âu là Metal 3. Đây là lý do vì sao những cái thực khách hay là những tựa game ấy rất khó khăn và rất mất công mới có thể chuyển sang chạy trên cái API là Metal 3 được. Tại vì trước giờ họ chỉ làm game chạy trên Vulkan và OpenGL mà thôi. Bây giờ bảo tự nhiên học lại cái Metal 3 này khác gì làm lại từ đầu không? Rất là mất công. Và chưa kể đến cái việc tỷ lệ ăn chia của Apple nữa. Trong khi những cái thực khách, những cái người làm game ấy, họ rất mất công mới có thể làm ra được một tựa game chạy trên OpenGL, Vulkan. Bây giờ lại phải làm lại mới toanh cho Metal 3. Vất vả không? Rất vất vả đúng không? Nhưng mà lợi nhuận thì được mấy đâu. Trong khi đó thì Apple ngồi không, thu 15-30% trên mỗi cái giao dịch. Thế thì làm gì có ai mặn mà với việc mà chuyển những tựa game của mình sang chạy trên cái nền tảng Metal 3 nữa. Và mình biết rằng những cái ví dụ của mình nãy giờ ấy có thể nó sẽ không đúng 100% định nghĩa bản chất API là gì, nhưng nó sẽ giúp các bạn hiểu được tại sao, giúp anh em hiểu được là cái mức độ khó khăn khi viết lại những tựa game chạy trên máy Mac đó. Nhưng mà mình nghĩ rằng ấy, Apple sẽ không bỏ đi thì mình béo bở là gaming đâu. Cái việc mà họ quyết định không hỗ trợ cho Vulkan hay OpenGL ấy là rất có thể họ chỉ đang để dành nguồn lực để hỗ trợ cho, để phát triển cho cái dịch vụ Apple Arcade của riêng mình. Nhưng mà cũng có thể nó cũng sai nữa, tại vì làm sao mà mình biết được là trong đầu Tim Cook đang nghĩ gì. Có thể là tất cả những thứ mình nói vừa nãy nó hoàn toàn vô nghĩa. Để kết lại, nếu như các bạn là một người bắt buộc phải chơi được game ở trên laptop thì thôi, đi ăn quán Á đi, chọn laptop Windows đi, đừng nghĩ ngợi về MacBook làm gì cả. Tất nhiên là chúng ta cũng sẽ không phủ nhận đi cái sức mạnh của con chip M2 trên chiếc MacBook Air này. Thế nhưng mà với bằng đấy cái vấn đề về kiến trúc chip, về API, về cái tỷ lệ ăn chia của Apple đối với các nhà phát triển game thì nó vẫn còn quá nhiều vấn đề cái tương lai về một chiếc MacBook, về một chiếc máy chạy hệ điều hành macOS có khả năng chơi game tốt ấy. Nó vẫn là một tương lai rất là vô định, rất là mập mờ. Đó, vậy thôi, em nghĩ sao về cái khả năng chơi game trên con MacBook Air M2 này, hay rộng hơn là về vấn đề của Apple với những nhà phát triển game ấy, thì comment ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. À, đừng quên là hiện tại thì anh em TV cũng đang có một đợt tuyển dụng cực kỳ lớn để hoàn thiện đội hình cho năm 2022. Anh em nào muốn tham gia cùng chúng mình thì check thử đường link ở phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì bye bye.